Chiều nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình diễu hành xích lô du lịch. Đây là một trong những hoạt động mở màn chào đón người dân và du khách đến với lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021. Đoàn diễu hành gồm 40 chiếc xích lô du lịch được trang trí đơn giản theo hướng thân thiện với môi trường, cùng các dòng chữ quảng bá cho lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 như chương trình khai mạc lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021, diễu hành thuyền hoa và trải nghiệm sông Hàn về đêm, biểu diễn lân sư rồng, mai hoa thung, chương trình âm nhạc đường phố. Đoàn diễu hành xuất phát tại khuôn viên bờ đông cầu Rồng đi qua các tuyến đường chính như Ngô Quyền, cầu Trần Thị Lý, Trần Hưng Đạo. Hoạt động này diễn ra vào lúc 15 giờ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2021. Riêng ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 năm 2021, đoàn diễu hành sẽ xuất phát từ công viên châu Á, đi qua một số tuyến đường chính như Phan Đăng Lưu, Núi Thành, Phan Thành Tài, đường 2 tháng 9 và có thêm khung giờ diễu hành vào lúc 19 giờ. Hoạt động này đã mang đến không khí vui tươi, nhộn nhịp, góp phần thu hút du khách đến với Đà Nẵng trong dịp năm mới sắp tới.